Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phối hợp với Tập đoàn Công nghệ Diễn thông Việt theo chi nhánh An Giang tổ chức hội nghị tập quấn dây hệ thống giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các khu vực khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Căn cứ quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành quy chế quản lý khai thác sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang. Đến nay An Giang triển khai lắp đặt hoàn thiện thiết bị giám sát hành trình đối với các đơn vị khai thác các sông trên địa bàn tỉnh lắp đặt màn hình TV giám sát tại trụ sở của ban nhân dân cấp xã nơi có khu mỏ cát và lắp đặt 7 camera giám sát tại các địa bàn nơi có xảy ra hoạt động khai thác cát sông trái phép. Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu hệ thống giám sát khai thác cát, thiết bị hành trình, camera, demo giới thiệu tính năng phần mềm và thiết bị giám sát khai thác cát, hướng dẫn sử dụng trang web giám sát hoạt động khai thác cát đồng thời triển khai quy chế quản lý khai thác sử dụng thông tin dữ liệu giám sát hoạt động khai thác các sông trên địa bàn tỉnh an giang đến các đơn vị liên quan thông qua hội nghị tập quấn nhằm hướng dẫn cho các đơn vị liên quan sử dụng khai thác hiệu quả hệ thống giám sát hoạt động khai thác khoáng sản đối với các khu vực khai thác các sông trên địa bàn tỉnh an giang